Hãy cùng chào đón sự xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Việt Nam Idol MTV. Chàng ca sĩ quê Thái Bình này lại vừa sở hữu video ca nhạc đạt mức 100 triệu lượt view trên YouTube trong thời gian ngắn nhất. Và Sơn Tùng cũng là cái tên duy nhất của châu Á lọt vào danh sách này. Đạt được những kỷ lục mà bất kể ca sĩ nào cũng phải mơ ước. Video ca nhạc được xem nhiều nhất thế giới trong ngày 1 tháng 7. Chạm mốc 10 triệu lượt xem nhanh thứ 3 thế giới từ trước đến nay, hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ đầu tiên. Nghệ sĩ Việt đầu tiên sở hữu nút vàng danh giá của YouTube. Ca sĩ V-pop đầu tiên nhận được nút kim cương YouTube. Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP. Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP. Ba lô bao nhiêu lâu rồi? Tên anh nằm trên đỉnh cao bao nhiêu lâu rồi? Tham sân si bao nhiêu lâu rồi? Đứng từ xa những năm thành công của anh bao nhiêu lâu rồi? Đứng sau lưng anh đúng là lũ trẻ danh chẳng có gì hết, chỉ thế là nhà anh. Bước hết vào đây, tấp hết vào đây, làm sao cưng ăn được ý chế đây? Nuốt trôi sao được khi cứ nghe tên anh? Nuốt trôi sao được khi nghe tên anh? Nuốt trôi sao được khi cứ nghe ai hô bằng tên anh? Tên anh nuốt trôi. Beep.